mới, năm mới đã sắp đến rồi. Và trong cái năm mới này thì cái điều mà vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình đó là sức khỏe của các con của chúng ta, sức khỏe của cháu của chúng ta. Và ngày hôm nay xin chào mừng các bạn đến với một clip hướng dẫn cái cách để cho chúng ta có thể đảm bảo được dinh dưỡng cho trẻ cân bằng trong những cái ngày Tết nhé. Mình cũng biết là Tết đến xuân về là cái lúc mà tụi nhỏ được ở nhà. Và thường thì tụi nhỏ ở nhà thì cái dinh dưỡng của các con lại thường là bị xáo trộn hơn so với việc các con đi học. Đặc biệt là khi mà trong những ngày Tết thì cái tâm lý của cha mẹ, phụ huynh, ông bà là muốn cho các con được vui vẻ, trọn vẹn trong ngày xuân. Cho nên là để cho các con ăn tất cả những gì mà chúng nó thích. Và ngày Tết thì đi đến nhà ai cũng có bánh kẹo, đi đến nhà ai cũng có thịt gà, thịt bò, rồi những cái món mà truyền thống như là bánh chưng này, rồi như ở miền Bắc thì có món chân giò nấu với măng, rồi có món thịt đông. Ở miền Nam thì có cái món mà thịt ba chỉ á, họ nấu thành gọi là thịt gì nhỉ, thịt kho tàu, rồi trứng, rồi rất là nhiều những cái loại mà thực phẩm dư đạm và dư cholesterol. Còn một đặc điểm nữa mà chúng ta cần phải nhắc đến đó là thực phẩm ngày Tết chúng ta toàn là nấu một nồi rất là bự, rất là to, sau đó thì mình chia thành các cái bát nhỏ. Đối với gia đình nhà Anna chẳng hạn thì đấy cũng là một truyền thống, là cứ đến cái ngày 30 á, buổi sáng ngày 30 là tất cả những cái món mà những cái món truyền thống sẽ được nấu sẵn và sẽ được chia thành những cái phần nhỏ, nhưng mà là nấu xong rồi mới chia. Sau đó thì đến bữa thì mình lôi ra mình hâm nóng lại mình ăn chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái mà làm cho cái khả năng mà con trẻ của chúng ta ăn vào thì nó sẽ không tốt. Vì bình thường thì chúng ta hay chế biến và ăn thực phẩm ngay, chứ chúng ta không để như vậy. Và trong ngày Tết thì với những cái lượng đạm và lượng cholesterol, lượng chất béo bão hòa dư thừa như vậy thì chúng ta cần phải hỗ trợ con cái của chúng ta như thế nào để cho đảm bảo sức khỏe của các cháu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái danh mục thực phẩm mà bạn nên cho con, hoặc là bạn phải làm một cách nào đó để nó xuất hiện trong bữa ăn của mình này, nó xuất hiện ở trong ngôi nhà của mình để cho các con chỉ có sự lựa chọn đó. Đó cũng là một trong những cái chiến thuật rất là hay. Không ăn cái này thì không còn cái gì khác, cũng là một trong những cái mà để đảm bảo được sức khỏe cho các con. Nếu mà nói đến những cái thực phẩm mà mình chuẩn bị ngày Tết á, thì cái đầu tiên quan trọng nhất là thay vì là mình mua những cái loại bánh kẹo mứt mà truyền thống là có rất là nhiều đường, thì bây giờ đã có rất là nhiều những cái loại mà trái cây sấy dẻo là người ta không cho thêm đường mà nó vẫn rất là ngọt nhá, thì mình sẽ thay thế cái loại đó, thay tất cả những cái bánh kẹo bằng những cái loại hạt, chẳng hạn hạt nhân, óc chó, rồi những loại hạt như hạt điều cũng rất là tốt này, rồi hạt dẻ cười đấy, mình thay những cái loại bánh kẹo bằng những cái loại hạt như vậy. Mình thay bánh kẹo tiếp tục bằng các loại trái cây, những loại trái cây mà các con có thể ăn, mình có thể kể đến như là những loại quả mọng như là nho, kiwi, cherry, rồi dâu tây, dâu tằm, việt quất. Đấy là tất cả những cái loại mà con có thể ăn. Bạn cũng có thể cho con ăn những cái loại như là chuối rồi dưa hấu. Dù sao nó cũng còn tốt hơn và nó còn tươi hơn là so với là bánh kẹo, đúng không ạ? Mình nên cho con ăn những loại nào mà bạn thấy là có nhiều chất xơ, nó có cái độ dai và nó ít ngọt. Cho nên là Anna thấy rằng là cherry chính là một trong những thứ mà trẻ con dễ ăn nhất vì nó xinh. Cherry hình trái tim và trẻ con thì bị ảnh hưởng bởi màu sắc, hình dáng của cái món đồ rất là nhiều, đặc biệt là đồ ăn nó lại càng như vậy. Nếu bạn trình bày ra một cách xinh đẹp thì con ăn con sẽ cảm thấy vui hơn, và cái việc đấy cũng giúp cho cái hệ tiêu hóa của con làm việc tốt hơn. Mà người lớn của chúng ta cũng vậy, khi mình ăn mình cảm thấy vui, tinh thần mình thoải mái thì tự nhiên mình sẽ tiêu hóa được cái lượng thức ăn đấy tốt hơn. Mặc dù nó là cái loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mình vui mình ăn thì nó có thể vẫn được giải quyết phần nào, và cơ thể của chúng ta sẽ tự biết điều hòa. Đối với các cái loại rau mà chúng ta nên cho con ăn trong ngày Tết thì Anna có chuẩn bị một cái giỏ rau như thế này. Và với một cái giỏ rau như thế này thì bạn hoàn toàn có thể vô cùng đa dạng làm trong những cái bữa ăn của con. Thường thì mình nên khuyến nghị là các bậc phụ huynh là cho con ăn dưới dạng luộc hoặc là hấp, hoặc là nhúng lẩu cũng được. Anna thấy là ngày Tết cũng rất là nhiều người làm cái nồi lẩu, và cái việc mà mình nhúng như vậy thì thực ra nó không tốt bằng là mình luộc lên, nhưng mà dù sao thì nó cũng còn đỡ hơn là mình xào. Tất cả những loại như là bí ngòi này, cà rốt này, súp lơ này, rồi những cái loại rau cải này, rồi bí đỏ,
Bí đỏ cũng là một trong những cái loại mà nó có vị ngọt và rất là tốt. Và bí đỏ bạn có thể nấu canh hoặc thậm chí mình có thể nấu chè. Và khi nấu chè thì bạn có thể sử dụng những cái loại đường mà tốt thôi. Những cái loại đường như là đường thốt nốt cũng là một trong những cái mẹo để cho con mình cảm thấy rằng à, ở trong bữa ăn, ở trong cái thực phẩm hàng ngày vẫn có những thứ ngọt. Vì trẻ con á, là nó quan điểm là ngọt thì là đồ ăn của tụi nó. Nó là đồ mà để giải trí. Còn những cái vị mà mặn mặn thì là những cái đồ của bữa chính, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Và khi mà mình cho con ăn như vậy thì nó sẽ bổ sung được lượng chất xơ. Trước tiên, những cái lượng chất xơ nó vào trong cơ thể, nó sẽ giúp cho cơ thể của trẻ có thể quét được, giống như là một cái chổi ấy, quét đi những cái lượng mà dầu mỡ bám ở trong cái hệ tiêu hóa. Thứ hai là trong tất cả những loại rau củ quả, thực phẩm tươi thì nó sẽ có rất là nhiều vitamin, enzyme, những cái hoạt chất sinh học sẽ giúp cho bé có thể tiêu hóa được thức ăn tốt hơn trong ngày Tết. Bởi vì trong ngày Tết là bé ăn sẽ lộn xộn hơn rất là nhiều so với cả bình thường. Sau khi mà đến về những cái loại thực phẩm rau củ quả cần phải bổ sung cho trẻ thì chúng ta đến một cái tip tiếp theo, đó là bạn cần phải cho con mình uống đủ nước. Thường á, trẻ em là ngày Tết là gặp nhau cho nên sẽ nô đùa rất là nhiều. Và khi nô đùa rất là nhiều như vậy á, thì các trẻ sẽ bị thiếu nước, mà tụi trẻ thì nó lười uống nước lắm. Cho nên mình phải thường xuyên nhắc các con là phải uống nước, thậm chí phải uống nước nhiều hơn một chút so với ngày thường để giúp cho làm loãng bớt những cái chất quá dư thừa được đưa vào bên trong cơ thể và để hỗ trợ cho cái quá trình tiêu hóa và thải độc của cơ thể của trẻ. Và cuối cùng, một cái điều này nó cũng phụ thuộc vào cái lúc mà mình chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Thì trong ngày Tết mình hay mua là thịt bò, thịt lợn, thịt gà. Và những cái món này thì chế biến được khá là nhiều ra những cái món truyền thống của ngày Tết. Nhưng mà Anna thì lại khuyến nghị là phụ huynh nên mua thêm cá và cho con ăn những món từ cá. Thực ra là chả cá này, hoặc là những cái món nem mình cũng có thể làm được từ nem cá này, mùi vị nó cũng lạ hơn. Và khi mà con ăn cái protein từ cá hoặc là những cái loại hải sản thì nó sẽ đỡ bị tích tụ hoặc là dư thừa những cái chất béo bão hòa hơn là so với cả những cái con động vật bốn chân. Và rất là mong là video clip này đã giúp bạn có thể thống kê lại những cái loại thực phẩm mà nên cho con trẻ ăn trong dịp Tết. Xin chúc gia đình bạn có một ngày Tết thật là sum vầy, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Nếu như bạn thích video này, xin hãy cho Anna một like, này, hãy share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi để cho Anna và team của Yobo có thể có thêm động lực nhanh chóng ra những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!